Vợ em với mọi người thì không biết nghe ở đâu về để bảo là cái hoa giấy ở tổng ở trước nhà ấy, nó không được hợp phong thủy lắm à. Nó này kia về tài lộc hay khí vận gì đấy. Mà em thì em không rõ, mà vợ thì cứ bảo chặt. Chào anh Hùng. Chào em. Đâu ghé đây? Em mới qua em có cái hỏi anh xíu. Nhà em có cái cây hoa giấy nó cũng gần được đẹp như cây hoa giấy nhà anh. Nhưng mà vợ em với mọi người thì không biết nghe ở đâu về để bảo là cái hoa giấy ở tổng ở trước nhà ấy, nó không được hợp phong thủy lắm. Nó này kia về tài lộc hay khí vận gì đấy. Mà em thì em không rõ. Mà vợ thì cứ bảo chặt. Thế thì cuối cùng là như thế nào rồi? Cuối cùng là em bảo để sang hỏi anh nhé. Sang hỏi chuyên gia về sân vườn, về cây đấy. Chứ giờ thầy mà nghe thầy lang thang ở ngoài thì cũng không biết thế nào. Rồi. Nên em nhìn thấy cây tư vấn em tí. Ok, em nhìn thấy cây hoa giấy nhà anh có đẹp không? Em thấy thì nó đẹp. Đấy, anh rất yêu cái xe. Em nhìn thấy này, nhà xe của anh rất là xấu, anh làm có vài triệu đồng thôi nhưng không còn tiền nữa. Cuối cùng giải pháp của anh là trồng hai cây hoa giấy vươn lên để nó tạo ra một cái không gian như này, nó rất là đẹp. Cái thứ nhất á, là về cây hoa giấy, về hiểu về phong thủy cây hoa giấy em hiểu nhé. Cây hoa giấy thứ nhất là nó có màu sắc nó rất là đẹp, nó rất là hài hòa, rất là rực rỡ. Đấy, nét đẹp của nó rất là mỏng manh nhưng mà cực kỳ kiên cường bền bỉ, em hiểu không? Nó chống chịu hạn hán rất là tốt. Em nhìn đây này, dưới nền bê tông, dưới nền gạch chắc như thế này, anh trồng một chút ở trên như thế này thôi, lượng đất ăn rất ít. Bên này nữa đây này. Đấy, nhìn kỹ đây này. Dưới này nền bê tông. Đấy, bên trên này dễ không ăn được xuống đây, nhưng mà tuy nhiên bên trên này chỉ có một chút đất thôi, nhưng mà nó cho một cái cây, nó vươn ra cái lượng hoa, lượng lá rất là tốt. Quá khỏe. Rất khỏe. Đấy. Thứ nhất về phong thủy của cây hoa giấy thì em phải hiểu là cây hoa giấy có những cái nét đẹp rất là riêng biệt, hoa ra rất là rực rỡ. Nó không những mang cái không khí trong lành, rồi cân bằng không khí trong gia đình nhà em, mà cây hoa giấy nó còn tạo ra những cái màu hoa rất là sặc sỡ. Trong văn hóa Đông thì nó rất là phong thủy, nó rực rỡ ra, nó tỏa sáng ra nguyên một khu, nó sẽ tạo ra cho gia đình em một cái không gian rất là tuyệt vời. Đấy, mọi người nhìn vào cây hoa giấy là thấy đẹp, thấy vui. Đấy, do đó là em về em nói với vợ em là không nên chặt cây hoa giấy. Bởi vì nghe rất nhiều thầy phong thủy hay là những ai mà họ không hiểu biết, họ nói là cây hoa giấy có nhiều khí âm không tốt. Nhưng mà thực tế thì đối với lại tất cả những người dân ở trong Việt Nam của chúng ta, đất nước nhiệt đới như thế này, thì cây hoa giấy là một cây mà phát triển rất là mạnh mẽ, mang rất nhiều giá trị cho con người chúng ta. Bây giờ hoa ra đẹp như thế này, buổi sáng sớm nào chị em cứ chạy đến đây check in, cười rất là thoải mái, rất là sảng khoái. Lưu lại được những tấm hình đẹp, thế là rất là ok. Em thấy thì cây hoa giấy nó một là nó rất dễ chăm sóc, rất dễ chăm sóc, rất dễ ra hoa. Ví dụ trồng một cây hồng hay những cái cây ấy thì công sức bỏ ra chăm sóc nó yêu cầu rất nhiều, và về cái ánh sáng và ánh nắng. Còn cây hoa giấy này chỉ cần cho nó đủ không gian và mình chịu khó mình cắt tỉa cho nó gọn gàng một xíu thì nó, em thấy là nó đẹp và nó vui tươi, nó không có vấn đề gì. Cái đấy là hoàn toàn chính xác. Cây hoa giấy anh đã trồng rất là nhiều rồi, anh tư vấn cho rất nhiều khách hàng của anh trồng làm hàng rào mềm, làm quán cà phê, rồi thì tất cả những cái sân vườn thì hoa giấy là một loại mà rất dễ chăm sóc. Đấy, nó sẽ cho những cái giá trị rất là cao, hoa thì nó rực rỡ đủ sắc màu. Đây là một cái loại hoa giấy màu tím thôi, còn nay mai em muốn nữa thì có loại hoa giấy ngũ sắc này, hoa thạch anh này, rồi hoa vạn hoa lầu này, có rất nhiều màu sắc rất là sinh động. Nếu em biết bố trí vào không gian thì em sẽ có một không gian rất là tuyệt vời. Do đó em sẽ về nói với vợ của em là không nên chặt cây hoa giấy đi, bởi vì cây hoa giấy là một cái cây rất là dễ trồng, dễ chăm sóc, mang lại rất nhiều giá trị cho anh em mình sinh sống ở cái khuôn viên đó. Anh đã có rất là nhiều khách hàng rồi, thì rất nhiều khách hàng là trong quán cà phê này, trong nhà vườn này và tất cả những khuôn viên khác sử dụng cây hoa giấy để trồng, là một cái, là một loại cây mà sống rất là bền bỉ, chịu nhiệt tốt, chịu khô hạn tốt, và đặc biệt là ra hoa gần như là quanh năm.
mùa khô ở trong miền Nam này ra gần như là rực rỡ. Cây hoa giấy này trước Tết khoảng 2 tháng đã ra bông rực rỡ rồi. Gió rất dài. Đúng rồi, gió chướng thổi rất là nhiều, hết đợt nọ đến đợt kia, nhưng tuy nhiên đến ngày hôm nay sau Tết 2 tháng mà hoa vẫn còn rực rỡ. Các bạn nhìn thấy đẹp không?